chứ ngoài chắc họ mua ở đâu? Không dám nói là họ ăn cắp hay là gì. Mình nói giỡn thôi. Chắc là họ có sưu tầm thì họ có cái biết đường để họ, đây là biết 21. Chắc họ có cái và đây là F4. F4 cũng tham chiến tại chiến trường Việt Nam. Bên trong đây thì nhiều máy bay hiện đại ha. Đây là F111. Đây là một trong những máy bay mình rất thích. Đây là F-15. Và đây là F16, các F16 đây các bạn. F16 đây là trong phiên bản biểu diễn của Thunderbird của không quân Mỹ. F16 F-16 cũng được sản xuất đưa vô năm 1972, và hiện bây giờ quân đội Mỹ cũng vẫn còn sử dụng và các nước đồng minh. Còn đây là cường kích tiếng Việt là heo mọi, mình dịch tạm vậy thôi. A10 là súng để gắn trên trước 105. Đây có hai buồng lái, có hai tổ lái. Rồi, hẹn là mọi người clip sau nhé, còn rất là nhiều máy bay cho mọi người cùng xem. Xin chào lại tất cả mọi người. Và mình tiếp tục hành trình đi tham quan máy bay. Và trước mình đây là máy bay trinh sát, máy bay do thám được mệnh danh là chim đen, SA-71, và nó được sản xuất năm 1972.
1900 vào những thập niên 60 cũng đã sử dụng trong chiến trường Việt Nam để đi do thám. Đây là máy bay rất khủng các bạn ơi, cái nó có thể bay hơn 2000 dặm một giờ, là khoảng 2400-2600 km một giờ. Và máy bay này có độ bay cao khoảng 20 mấy cây số. Cái trần bay cao là 20 mấy cây số. Và cái này nó rất là đặc biệt là bay từ đông, bờ đông qua bờ tây Mỹ là chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi. Bay rất là lẹ. Và khi bay lẹ như vậy đó các bạn, thì cái độ cái vỏ ở ngoài nó sẽ nóng tới tới mấy ngàn độ. Và quần áo cho phi công mặc thì nó rất là giống như là phi hành gia đi ra ngoài không gian vậy đấy. Còn đây là động cơ phản lực. Được trang bị có hai động cơ. Nhưng cái hình dạng của chiếc máy bay này nó giống như là cái ván lướt trên nước đó các bạn. Nó có cái xe lướt không khí một cách dễ dàng. Đây, nó rất là mỏng. Và cái này đã bị loại khỏi biên chế của quân đội Mỹ rồi. Đây là máy bay trực thăng. Đây là Black Hawk. Máy bay rất là to. Nhìn nó to giống như gần như cái nhà đó các bạn, máy bay trực thăng á, nhìn nó to gần bằng cái nhà. Đây là họ cũng trưng bày cho mình xem những cái càng của bắn máy bay, rồi từ thắng, rồi độ cái phọt nhúng.
có cái bắn máy bay rất là to. Này nó mình cao 1m72 và cái bắn này nó cao hơn mình các bạn khoảng 2m ạ. Cái bán kính, cái đường kính của nó cũng 2m. Đây là cái càng, đây cái càng của nó đây, càng rất to. Cái động cơ phản lực và đây là toàn cái khung cảnh của bên trong viện bảo tàng.